Indonesia may mắn thoát án phạt nặng sau vụ U20 World Cup. Indonesia đã bị FIFA tước quyền đăng cai vòng chung kết U20 World Cup 2023 vì lý do chính trị. Và trong thông báo chính thức hôm 29 tháng 3, Liên đoàn bóng đá thế giới cũng không quên nhắc đến việc sẽ có án phạt đối với PSSI. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với CNN Indonesia, ông Erik Thohir đã thông báo đến người hâm mộ xứ vạn đảo thông tin đáng mừng. Theo đó, PSSI vẫn phải nhận án phạt nhưng sẽ không quá nặng. Khi gặp FIFA, tôi đã trình bày về kế hoạch phát triển của bóng đá Indonesia. Tôi cũng gửi đến họ thông điệp tích cực từ Tổng thống Joko Widodo. FIFA chỉ phạt hành chính bằng cách đóng băng các khoản quỹ dành cho hoạt động bóng đá của PSSI. Ông Thohir cho biết về án phạt mà PSSI phải chịu. Rõ ràng, mức phạt này nhẹ hơn rất nhiều so với việc bị cấm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc PSSI phải tự chủ trong hoạt động khi bị FIFA cắt quỹ. Bóng đá 24 giờ, sống trên đường pitch.